biểu tình phản đối tổng thống Bouteflika ở Algeria. Thưa quý vị, hàng trăm ngàn cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Algiers vào ngày thứ Sáu 29 tháng 3 để yêu cầu tổng thống Algeria đó là Abdelaziz Bouteflika từ chức, trong bối cảnh đây được xem là màn tụ tập lớn nhất kể từ khi diễn ra phong trào tuần hành chống chính phủ cách đây hơn 6 tuần. Cảnh sát nổ súng và dùng hơi cay để giải tán đám đông, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh tượng bạo loạn nổ ra tại nhiều thành phố khác trên toàn quốc, nâng tổng số người tham gia tuần hành chỉ tính riêng trong ngày thứ Sáu lên đến mức là 1 triệu người. Tổng tư lệnh quân đội Algeria là Ahmed Ken Salah vào ngày thứ Ba 26 tháng 3 đã yêu cầu Ủy ban lập hiến đưa ra phán quyết về việc Tổng thống 82 tuổi Bouteflika có còn đủ sức để giữ vai trò lãnh đạo quốc gia.